Ta sẽ đến ngay với ví dụ số 1. Trong số các kim loại là natri, magie, sắt và vàng thì kim loại nào tác dụng với khí clo? Kim loại nào tác dụng với khí clo? Đấy. Đấy. Khi tác dụng với khí clo thì chúng ta chú ý này, là khí clo nhá, là một khí có chất oxy hóa rất là mạnh, đúng không nhỉ? Đấy, thì thứ nhất là clo của chúng ta sẽ tác dụng với hầu hết kim loại. Tác dụng với hầu hết các kim loại, được chưa? Tác dụng với hầu hết các kim loại. Nhưng chúng ta lưu ý là clo này nó trừ các kim loại quý như là vàng hay là platin. Được chưa? Điểm thứ hai là do cái đặc tính oxy hóa mạnh. Oxy hóa mạnh. Nên nó sẽ đưa kim loại lên số oxy hóa cao nhất. Và chú ý ở đây chính là trường hợp của sắt. Ngoài ra thì một số cái trường hợp khác, ví dụ như là trường hợp của các kim loại mà chỉ có một trạng thái số oxy hóa hay một hóa trị thôi, thì nó cũng sẽ không ảnh hưởng gì đến bài toán cả. Ví dụ như là đối với natri. Có thể cộng với clo. Sản phẩm sinh ra của chúng ta sẽ là natri clorua, NaCl. Được chưa nhỉ? Hay là magie. Được chưa? Magie clorua như thế này. Và sắt. Đây, trường hợp này là sắt sẽ lên trạng thái là dương 3 trong hợp chất. Như vậy chúng ta có thể tổng quát như sau. Kim loại M khi cộng với Cl. Đây mình nói luôn là halogen luôn đi. Nghĩa là mình không cần để ý là X là tổng quát nữa. Nhá. Kim loại M khi mà cộng với khí clo tạo thành MClN. Đúng nhỉ? Và N ở đây sẽ thuộc vào cái giá trị là 1, là 2 hoặc là 3.